Bờ kè Thanh Đa thuộc phường 25, quận Bình Thạnh đã bị sạt lở từ tháng 6 năm 2023, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xây dựng sửa chữa. Theo ghi nhận của phóng viên HTV, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ các hộ dân. Tuy vậy, nhiều hộ dân sống gần bờ kè Thanh Đa vẫn lo lắng bất an bởi thủy triều dâng cao tiếp tục gây sói lở. Theo ghi nhận từ những vị trí ban đầu, đến nay có hơn 200 mét kè bị sạt lở kéo dài, hàng rào dọc bờ kênh bị nghiêng, có vị trí đổ sập, một số căn nhà bị sụt lún nặng, sập tường. Vào các ngày chiều cường lên cao, phần trụ kè gần như bị nhấn chìm trong nước. Hai đầu khu vực sạt lở được rào chắn, chính quyền địa phương treo biển cảnh báo sạt lở để người dân hạn chế đi lại. Bên trong khu vực sạt lở, các gia đình đã được di dời tới nơi ở tạm. Từ lúc mà xảy ra sự cố thì phường đã tổ chức và di dời 15 hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo rời khỏi khu vực, và phường đã cử lực lượng xung kích trực chốt 24/24, giăng dây cảnh báo nguy hiểm và không cho bất cứ ai đi vào khu vực. Tối ngủ mở cửa mà, đâu có dám ngủ trong cửa đâu. Có gì mình chạy nó chắc ăn hơn. Chứ em nghĩ về đường á, từ đây nè trở đi nó nứt hết rồi. Nếu mà nó sập một cái nhà này là nó sẽ sập đi hết luôn. Thì cô mong sao làm cho nhanh nhanh chút xíu để cho mà bà con đồ người ta yên tâm người ta ngủ. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả quan trắc và đánh giá nguyên nhân gây sạt lở ở bờ kè Thanh Đa. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có những chỉ đạo liên quan, đồng thời chấp thuận chủ trương xây dựng kè khu vực bị sạt lở với chiều dài 478 m, phạm vi giải tỏa mặt bằng của dự án là 10 m tính từ đỉnh kè vào phía bờ để thay thế công trình kè hiện tại. Đến cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thạnh thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục sự cố, xây dựng lại đoạn kè này vẫn chưa được xây dựng bờ kè kiên cố.